Hôm nọ thì khi mà các em ăn cơm với bác ạ, thì bác Kim Hòa cũng có nhìn, bác cũng có xem video và bác cũng có nhìn thấy rằng là bát của các em thì nó đã bị hầu như là bị vỡ, bị xước hết rồi. Thành ra là bác muốn gửi tặng cho các em là về cái phần gọi là khoản cái bát này. Chơi đóng một đinh à? Cô đóng một đinh. Đây có một đinh này, đây có một đinh này, đây có một đinh đúng không bác? Đóng đinh nào? Nó bị tuột à? Đinh kia có đinh không? Dép này. Có bên này có đinh bên này. Bố, bên này cũng có hai đinh. Ba đinh. Ba đinh. Vâng. Thế trước bố của các em bị đi chạy chứa này thì có nợ tiền ở ngoài không? Có. Có phải có phải vay tiền ở ngoài à? Vâng. Vay bao nhiêu tiền? Là 20. 20 triệu á? Vâng. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục nhận được một cái phần quà của bác Kim Hoàng dành tặng tới cho ba anh em Mìn và em Quỳnh và em Chùa của bác ạ. Phần quà hôm nay thì là mua bát này, đũa này, tua này, với lại thêm là hai cái chậu nữa. Và trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì các bác cũng đã biết là cháu Lực mới đi chia sẻ cái hoàn cảnh của em, của ba anh em đấy các bác. Thì phải nói là hoàn cảnh của ba anh em thì cũng gia đình thì cũng khá là khó khăn các bác ạ. Bố thì cũng vừa mới mất trong cái khoảng thời gian vừa rồi, chắc là cách đây độ tầm được 5 tháng đấy. Nhưng mà sau khi đến đến thời điểm này khi mà cháu Lực lên chia sẻ thì thấy là ba anh em là có kiểu chung, có kiểu cùng nhau chung một cái căn bệnh mà tóc là đều trắng trắng hết rồi cô bác này. Không biết là nó có nguy hiểm gì không đấy, nhưng mà thấy là ba anh em là đều chung cái căn bệnh đấy. Vậy còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng Cháu Lực đi gửi cái phần quà này tới cho gia đình của em Mìn của bác nhé. Làm cái này. Đây là mẹ đúng không? Mẹ thì năm nay là được gần 60 rồi cô bác đấy, nhưng mà trên vùng cao thì hầu như là ai ai cũng đều già trước tuổi. Chính ai giảm ấy tầm mát chính là hả chính liêng hả là ăn chưa xong hết rồi đấy cô bác. Ôi anh chào hát cả chú peo lên không? Bà bác thì không biết nghe được tiếng phổ thông của bác, tiếng lùng thì bác còn biết. Mình chùa mới không đi làm gì à? Không. Hả? Tí chiều mới đi ạ. Tí chiều mới đi à? Đấy, quay ra đây, quay ra đây. Chiều đi đi làm việc gì? Là đi chăn trâu tiếp. Là đi chăn trâu à? Vâng. Đây sáng hôm nay thì không đi chăn trâu được à? Vâng. Sáng hôm nay thì mưa hay là như nào? Mưa. Sáng hôm nay là mưa à? Vâng. Thế mình thế chùa gửi một lời chào tới các bác nhé. Con chào xin cảm ơn các. Con xin chào các ông các bà. Con xin chào các ông các bà. Rồi chứ không phải là cảm ơn nè. Thế bây giờ thì anh em mình đi về nhà thôi nhỉ? Vâng. Chắc anh đi đâu hết rồi? Đi làm thuê. Anh đi làm thuê à? Anh đi làm thuê, anh đi làm thuê. À, thế đây từ từ anh đeo cái này cho đã. Thế là hôm nay là cùng mẹ ở nhà thôi à? Vâng. Có thêm ai nữa không? Anh Quỳnh nữa. Anh Quỳnh à? Ồ. Đang làm gì anh Quỳnh? Đang làm việc à? Ồ. Ồ, thế là chiều là chuẩn bị đi cày à? Ồ. Anh Quỳnh, chùa anh cầm cái này đi vào nhà một tí này. Cầm anh đi vào nhà. Thế ăn cơm xong chưa à? Hà Quỳnh? Ăn xong rồi. Ăn xong rồi à? Thế chiều lại tiếp tục là chuẩn bị là đi làm ruộng à? Mấy ra cái này? Vâng. Em Quỳnh thì là thường xuyên ở nhà là làm công việc ở nhà, còn như em Mìn với lại em Chùa thì hay đi ra ngoài để làm thuê. À đây là vợ đúng không? Không, đây là chị gái. Chị gái ạ. Chị gái à? Vâng. À. Thế là chị gái của
chị gái ruột à? Có phải không? À, chị gái cuối cùng luôn à? Chị gái đi lấy chồng chưa? À, chị gái đi lấy chồng rồi à? Thế là hôm nay là chị gái quay trở lại thăm à? Vâng. Cái này dùng cái sợi này làm thì có chắc không đấy? Không, dùng được mỗi tháng nó không, nó lại dùng không được rồi. Nó lại dùng không được à? Vâng, lại thay cái mới. À. Thế là hôm nay là đi tận đâu cày? Đi ở Tây Chiêm. Qua nhà sử đi. Qua nhà sử đi. Vâng, nhưng mà qua đường to đi. À. Đi cày ruộng hay là cày nương? Đi cày ạ. Đi cày như cày đi cày cái chỗ như kiểu là trồng lúa này hay là đi cày cho mình trồng chỗ trồng trồng ngô? Trồng lúa. À. Đấy có những câu thì các em không biết nghe các bác ạ, phải nói phân tích một chút thì mới mới nghe được. Đây là dùng hai cái sợi ra một dây đan lại với nhau à? Vâng, như này với đưa 2-3 tuần. Nó mới được 2-3 tuần nữa. Vâng. À. Xong là xỏ vào đây à? Vâng. À. Thế đi cày này thì đi một mình hay là vợ đi cùng? Một mình thôi. Đi một mình thôi à? Vâng. Lan chín già nữa. Ờ, lan chín già. Chú một tờ giống lan chín già. Ôi. À, đây. Quên mất rồi. Chú một tờ tỏ. Được rồi. Chú cao tỏ. Đây, ngồi xem em Quỳnh làm một tí của bác. Phải nói là năm nay thì Quỳnh được bao nhiêu tuổi đấy nhỉ? Được 17. Được 17 đúng không? Đúng. Đấy, 17 tuổi đấy các bác. Đấy, nhưng mà... các em biết là về biết tự lập làm cái này rất là sớm. Chị hai trắng tóc. Đây là Nam nhà em à Quỳnh? À. Của Minh ấy cái này. Hả? Của Minh á? À. Cái này thì em tự làm hay là đi phải đi mua? Đi mua cái này. Cái này là phải. Không biết làm đâu. Cái này không biết làm à? Vâng. À. Nhưng mà từ thời xưa thì chắc là bố là biết làm đấy nhỉ? Ừ. Còn các em thì như về cái này thì chắc là không biết làm mấy. Không biết làm. Cái này đu bố mua hay là bố làm không biết. À thế là có từ lâu rồi đúng không? Đúng, lâu rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà đi làm mà hỏng cái là mình là phải mua rồi nhỉ? Vâng, hỏng thì không biết làm thì phải mua đấy. Chỗ này. Ơ, chẳng chơi rùa kít hả? Bây giờ làm thế này thì độ là mai mới đi cày hay là một tí đi cày? Chắc là làm được sớm thì tí đi ấy. À, làm xong sớm thì đi sớm à? Vâng. Đấy gọi như là trong gia đình là mỗi người là làm một công việc cô bác ạ. Như em thì nếu mà mấy đứa làm hết công việc ở nhà xong thì đi ra ngoài mà ai thuê làm thì em vẫn đi chứ. Ừ, vẫn đi thôi. Cái máy thái cỏ này, cái máy thái con lợn này còn dùng được không máy này? Dùng không được rồi. Hỏng rồi à? Vâng, nó hỏng. Hỏng lại mua cái khác thôi. À. Anh đi vào nhà một chút nhé. Đấy. Khi mà bước vào nhà cánh cửa của bác chỉ tủ lọt một cái gọi là hơn một người. Này nếu mà vác đồ nào mà dài dài đi qua làm sao mà đi được? Cái đấy... Đã từng bao giờ có đồ dài nào đi qua chưa? Vác gạo này, vác gạo, vác thóc thì có vào được không? Được nhưng mà... Vào... Được thôi. À là vào được đúng không? Đúng. À. Đây xem nhà mấy cuốn nốt khải nó. Đây thì tách để cho gà, cho lợn ăn các bác ạ. Tách bằng tay thôi.
Tầm mai đi cờ sóc cái cờ đúng không? Để xí số biến lên nào xí số A à biến nào đi sóc thứ A đó. À tức là hết năm nay là được 61 tuổi, năm nay thì được 60 rồi. Tầm mai mi chỉ có lu mi chỉ có lu à? Quá. Ừ. Mi sáu con. Sáu con á? Ừ. Đúng là như vậy không? Mi sáu con lu chơi, sáu con như lu nhánh. Ờ. Tao con nhìn có biểu lá nào mấy? Nó nhìn có ổn lá nào luôn. Thế này cho chơi pi miệng chơi. Pi miệng á? Ừ. Ồ. Tại sao con nhìn cho sao con tư nhất nọ? Sao con nhìn sao con tư, sao con chơi đi, sao con ế. Ừ. Ôi, con tay mày. Văn này bố bây giờ cả hả? Tầm á? Cái bố bé à. Văn... Cái... Nhìn nhìn cái bé ổ phí mà này mà không nhiều. Ờ. Cái bé ổ phí mà ở nhà lô, ổ phá mũ lô. Văn này chờ đéo nhau rồi nó văn này nó. Ờ. Cám trái hốt cám rồi ta. Thì nhìn cái gì có nặng ra lên mà ổ phí tờ mà, ổ phí mà rinh. Ờ. Thế là bây giờ là làm xong đúng không này? Cái này là chuyên gia để mà lấy đem đi cày đúng không? Một ngày thì em cày được tầm bao nhiêu sào ruộng? Một ngày cày được, nhưng mà cày xong cày một ngày cày không được nhiều rồi, con trâu còn cày xong thì còn đi lấy rau về. À. Có à. À. Còn là không cày được nguyên ngày đâu nhỉ, lúc nào mà mát mát thì mới đi cày được nhỉ. Ừ. Thế mấy anh em ra đây, hai anh em ra đây, anh gửi cái này cho tầm má này. Tầm má bóng phạc đôn hơi tầm má yếu ờ tí nữa tầm má bụng men vàn này à, mi lên vai nào này à. lấy ghế cho mẹ ngồi đây này. Cả mấy em nữa, ngồi đây. Cho thầy hát chú con đau mà. Nga mi giáo gửi mà hư tẩm má hạp bạc. Gửi đi hư thứ thứ liền vạn ăn tạp mà tẩm má đấy. Hôm qua thì cháu Lực có nhận được cái khoản của bác Kim Hoàng của bác ạ. Là gửi cháu Lực là 500 ngàn. Thì bảo cháu Lực là mua một số đồ bát đúa cho gia đình của nhà em, gia đình của nhà ba anh em, là cháu Lực mua hết là mua là mua hai cái, là mua hai cái mua nhựa đó cô bác ạ. Ok không? Hôm nay thì không có em Mìn ở nhà của bác ạ. Em Mìn là hôm nay là đi vừa rồi thì các em bảo là đi làm thuê mất rồi, thế nên là không có ở nhà, không có gặp được em Mìn nữa. Và hôm qua thì cháu Lực có nhận được một khoản là của bác Kim Hoàng, là gửi cho cháu Lực là 500 ngàn để mà mua bát đũa cũng như tua cái tô để cho gia đình của nhà em, gia đình của nhà ba anh em. Hôm đó thì cháu Lực lên thì thấy là ba anh em là dùng những cái bát mà gọi là nó bị sức mẻ rồi nên vứt đi rồi đấy, nhưng mà vẫn còn nỡ, vẫn còn không nỡ là vứt đi, là vẫn còn là dùng lại, hầu như là không có tiền để mà mua cái mới luôn cô bác. Đấy. Mua là thêm là hai cái chậu nữa để cho hai anh em là giặt túi quần áo nhé, cho gia đình nhé. Đấy. mua là hai cái muôi này, muôi cho để mua canh thôi nhỉ. Hai muôi là 10.000 và mua bó đúa này anh mua ít thôi, anh không mua nhiều đâu, anh mua có 1, 2, 3, 4, 5 mua có 10 đôi thôi. Gia đình mình thì không có đến 10 người đâu nhỉ. Và anh mua là đúa là 25.000 và anh mua là cái mua bát là anh mua 20 cái nhá, mua 20 cái là 70.000 và anh mua đĩa là anh mua cho là 4 cái là 50.000 và mua thêm là tô này là 4 cái là 60.000
Với lại mua thêm là cái đầy lòng bàn này, lúc mà các em ăn cơm xong thì có thể là úp vào nhá. Nhà nhà chưa có đúng không? Dân nước mì tạm ăn nọ. Ừ, hả? Dân nước mì nọ. Dân này, các mì ăn cầu cầu này. Ồ, các mì ăn cầu chứ? Ừ, ăn cầu cầu bay nào lâu chứ. Ồ, có một cái nhưng mà từ lâu rồi cô bác, cho nên là hôm nay cháu Lực mua cái mới luôn. Và mua thêm là hai cái chậu nữa. Hai cái chậu là 100 ngàn thì để cho gia đình là giặt rũ ở đây. Một tí là em mang đi rửa lại nhá. Thế là phải mang đi rửa lại thì mới ăn được. Rồi mua thêm một chai dầu gội đầu nữa cho gia đình nhá. Chai này thì là mua ở trên xá là người ta lấy là 150.000 cô bác ạ. Rất là đắt. Và tổng hôm nay số tiền cháu Lực mua thì hết là 500 tròn luôn. Cả chai dầu gội nữa. Đây túi bóng cất đi này. Một tí thì em mang cái này đi rửa lại nhá. Rồi cũng thay mặt là gia đình của em Mìn với lại em Quỳnh, lại thêm là em Chùa nữa, gửi một lời cảm ơn tới bác Kim Hoàng. Chúc bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe. Chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn cái phần quà rất là ý nghĩa của bác dành tặng tới cho gia đình Mìn. Chùa thì gửi một lời cảm ơn tới bà nhá, bà Kim Hoàng nhá. Con xin cảm ơn bà. Xin cảm ơn bà. Đã gửi Bát đúa cho gia đình con. Con chúc bà Gặp nhiều may mắn Trong cuộc sống. Tạm má ha cầm khẩm béo cảm ơn bóng mèo tạm má. Ha khẩm mèo ạ. Tạm má ha khẩm mèo cảm ơn. Ha sông xanh à. Hai nhà cháu này, cháu, cũng hai cháu sống tụt hai cháu à. Tạm má khẩu mèo chứ. Tạm má hát khẩu mèo á. Ở. Ở đây có chiếc cơm bún lúa hát lên hát khẩu mèo chứ. Cậu cả hai tạm má này tạm má hơi bài viên bóng nguyễn. Hát lụm mèo, hát khẩu mèo. Hát khẩu mèo chứ. Tụt hai. Ở đây có. Nãy giờ chúng mày khó khăn là anh đâu, giờ thì chúng mày là ở đây mình nhau, ở đâu bố bị chết trong đại cố là cố đi à, ở mình cháu chú tụ cố băng đâu trong đại cố cháu, chú bố ở đây chẳng là đây giờ hay ta mình bố bỏ thì là cố đi là nhau cố lú nhau hồ lú xa đi chạy chạy đâu là, ở đây cháu lên đâu đi, cố chú bố hay chạy cố hay nói sao mà? À đây là tao má. Vừa rồi thì mẹ nói gì thì em có thể dịch lại một chút được không? Vừa rồi thì mẹ nói như thế nào thì em có thể dịch lại cho anh với lại tất cả các bác cùng nghe nhé. Mẹ nói là quà Bác Kim Hoàng gửi về mẹ, nhận được mẹ cảm ơn. Là như nào nữa? Còn không? Còn hay là hết rồi? Hết rồi à? Sẽ có vài từ là các em không biết nói của bác ạ, thành ra là không thể mà nói được. Chùa thì hôm nay vợ đi đâu rồi? Quỳnh hôm nay vợ đi đâu rồi? Hôm nay vợ đi cùng mẹ kia đi trồng ngô ấy. Là mẹ chồng đấy à? Em cầm cái này đâu, cầm thôi, cầm. Mẹ là cùng vợ là cùng mẹ vợ à? Vâng ạ. Mẹ vợ, em là lấy vợ ở tận đâu? Lấy vợ Nàng Cút kia. Nàng Cút à? Vâng. Ồ, thế là đi Nàng Cút đi cũng đi xa đấy à? Vâng, không xa mãi đâu. Đi bộ đi à? Đi xe đây. À. Hôm qua em cùng nó đi tới em về. À. Thế là em là biết đi xe máy à? Vâng ạ. Xe máy của trước anh Mìn hay đem đi chở cát đấy đúng không? Xe máy là không có tiền mua nhưng mà mẹ của vợ mua thôi. À là mẹ của vợ là cho à? Vâng, mẹ cho vợ ấy. À là có nghĩa là mẹ bên nhà vợ là mua cho một cái xe máy đúng không? Đúng. À thế là bây giờ cả gia đình là có một cái xe máy đúng không? Đúng. À là xe máy là cũng là bố mẹ vợ mua cho đúng không? Phải ạ. À. Thế là lúc nào mà có việc thì là hai vợ em lại vợ em là đi ra hộ à? Vâng ạ.
Vâng, nhưng mà em cùng vợ đi tối mai em về tí lại đi đón đi đón về. À thì đi đón về à? Em Quỳnh thì là lấy vợ là sớm nhất nhà của bác ạ, lúc mà bố đang 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 gọi là đang sắp không qua khỏi đấy, thì bố cũng có một cái tâm nguyện gọi là muốn nhìn thấy người con dâu ấy. Thành ra là từ đấy, từ thời gọi là trước là bố mẹ là lấy cho à? À, trước là đợt mà bố con khỏe, mẹ con khỏe của bác là đi đi ăn hỏi trước rồi, đến vừa rồi năm vừa rồi, đến thời gian vừa rồi thì là bố không còn nữa. Bố em là mất được mấy tháng rồi nhỉ? Mới được 7 tháng, 8 tháng sau đấy. 7 8 tháng rồi à? Vâng. À. Lúc mà bố mất thì các em vẫn còn là khá là trẻ thôi. Nên lúc lúc mình à em Quỳnh thì học hết lớp mấy? Hết lớp 5 à? Vâng. Lúc đấy là bỏ học lại ở nhà phụ bố à? Vâng. Học lớp 5 thì lúc đấy là em học lớp mấy rồi? Lúc mà bố không còn thì học lớp mấy? Lớp 9. Vẫn là học lớp 9 rồi à? Vâng. À. Bố thì cũng học lớp 9 xong rồi bố mới mất nhỉ? Vâng. À. Còn em mình thì học đến lớp 11, đến lúc đấy thì bố mất thời gian là cũng không có đi học tiếp rồi nhỉ? Vâng. À, đến cái lúc mà bố mà đi vào viện ấy thì là gia đình mình có phải bán trâu để mà lấy tiền đi chạy chữa không? Đã bán trâu chưa? Bán. Bán rồi à? Vâng, bán rồi. Bán mấy con? Bán 2 con. Bán 2 con á? Vâng. Phải nói là ở trên vùng cao đó cô bác thì có mỗi trâu là cái gọi là như món tài sản quý giá nhất thôi. Lúc nào mà có gia đình cần đến tiền nhất ấy, là không biết là đi đâu để mà xoay nữa, thì bằng cách là bán trâu hay là bán bò đi. Đấy là bán là đi bán là chạy chữa căn bệnh bố là hết tầm bao nhiêu tiền? Không có biết không? Không biết đâu. Không biết à? Vâng. Thế mẹ có biết không? Mất bao nhiêu tiền không? Bà ra bác trai của mi lên về bệnh viện lên mất tiền cả chiến đấy tạm á. Bố mi mà nó. Hả? Nè ta nó chỉ có mò mà tám đô ra này. Rồi cái phải phải bác sĩ chỉ cái băng xài để phải đây gọi là chân á, gọi là cái sàn bộ nào luôn, phải lấy chỗ mà nè, ô dạ dạ nhà cái ô dạ phải bác sĩ cái phải, thế là hà giang cái phải thì là cái phải lấy cái từ sàn bộ nào là xin lấy chỗ, thế là bán hai con trâu đấy chỉ là nguyên tiền là chạy chữa cho bố thôi đúng không? Đúng. Nhưng mà cũng không thể chạy chữa được này à? Rồi. Gọi là vừa rồi bác cái cũng có bảo các bác là tiền đi vào bệnh viện Hà Giang nữa, xong là bệnh viện trả về nữa, lại đi lấy thuốc nam về, thành ra là cũng không có thể mà co khỏi nữa thì bố mới mất đây. Gọi là xin phép là các em là nhắc lại chuyện buồn một chút nữa. Thế gạo thóc này kia thì có đủ ăn đến lúc mà mùa vụ mới không? Không đủ đâu. Không đủ à? Vâng. Nếu mà lúc nào mà hết gạo ấy thì bảo với anh nhá. Vâng. Nếu mà hết gạo như này thì thường thường là các em là đi làm gì về thì có tiền thôi mà đi mua. Chứ là đi lấy củi bán có mới có tiền đấy. Đi lấy củi à? Vâng. Mẹ có hay đi lấy củi để bán không? Mẹ là không đi đâu. Mẹ không đi à? Vâng. Mẹ thì chắc là không đi vào được rừng sâu rồi nhỉ. Ừ, tại bây mẹ đi thì mẹ lái về nhà. À bây giờ thì không có con có cái lớn rồi, thành ra là để mà đi vào rừng sâu quá thì chắc là các em cũng không muốn là cho mẹ đi. Tầm mai đi săn về ô đi phát mì khai bé à? Tại cái sáng ban này đấy bố mẹ thì cái là hoang cảnh của cả một bài cái thì cái tại thấy cả buổi đấy chỉ có một mì chính phải sáng bốn mươi lô sáu răng đối cái đại chính thì phải ta xài đấy phải lên đại chính này cái một mẹ cái là khó khăn lên một mẹ cái là khé đại chính à. Nếu mà như gia đình mà không có cái gì để bán ấy, thì bác gái là vẫn đi vào trong rừng để mà hái măng này, xong là hái dâu để mà đem đi bán nữa này. Nhưng mà đến năm nay thì ở nhà thì không quá làm việc mấy đấy các bác, thành ra là bác cũng không có đi được nữa rồi. Em mình em Quỳnh thì là chuyên gia là đi vào gọi là đi làm ruộng rồi. Còn cái thanh niên này là
chiều nay có đi lại đi tiếp tục đi chăn trâu không? Có. Có à? Ừ. Đi chăn trâu như này thì có bao giờ lấy cơm lấy gạo đi không? Nếu buổi chiều mới đi không lấy rồi. Chiều đi mà không lấy à? Nếu mà đi cả ngày là lấy à? Vâng. À. Thế là hôm nào thì anh mua được cái bát trâu vẫn còn đúng không? Vâng. Thế bây giờ tranh thủ là em đi rửa nó cái này nhá. Còn cái này là dầu gội đầu nhá. Vâng. Để anh bật cái này lên cho đó. Cái này bật rất là khó quá. Ôi nhưng mà có mỗi em Quỳnh là tóc chưa bạc mấy rồi nhỉ? Đến lúc bác nó bắn thủ khảo nào rồi nè. Tôi còn bữa bắn thủ khảo bắn à? Hả? Tôi còn bữa bắn thủ khảo bắn à? Cái bụng khó là cái nó cái tôi có khó. Cái bụng mấy cái ly hấu đắng à? Hả? Bụng mấy ly hấu hấu khoảng này khoảng này cái đắng à? Ly sao đi để khảo nó nhiều nó tôi khảo nhỉ? Thanh niên này bao nhiêu lâu rồi không gội đầu? Hai ngày rồi. À? Vâng. Thế là bây giờ đem bắt đúa này đi rửa xong à, tranh thủ là gội đầu luôn nhá. Vâng. Thanh niên cái con đi gội đầu luôn không? Để cầm đi luôn đây này. Vâng. Đấy, đây. Chẳng có tạc hồ rồi đây. Đấy, đi, đem cái này đi rửa đi nhá, xong buổi tối thì mới dùng được. Vâng. Nếu cái bát nào mà bị vỡ thì là bỏ đi nhá. Vâng. Đấy, không nhờ. Ừ, đưa lên cao rồi tầm á. Vâng. Này nữ cái cầm này tầm á này à? Đấy. Nữ cái cầm này này à? Ồ, phát phát thủ đấy. Ồ. Chờ phát thủ. Ờ. À. À, cái này là, ôi rồi. Bắt được con này nhiều đấy. Chua, chua phải ông mà khái hết đại chính nè. Chua béo á? Ờ. Bắt con bộ hung về để mà phơi khô lên bán được không bác ạ? À? Cái một mấy chân lại khúc khăn lại đây một mấy cả lá khái chân à. Gọi là ai biết được cái gì để mà đem đi bán thì đều mà đem đi bán hết cả. Có cái gì thì đi làm cái đấy xong rồi ra được tiền thì lại tiếp tục là đưa cho mẹ. Đây ở phía bên ngoài thì hầu như là cái mái hiên nhà này của bác này rất là thấp này. Cái nguồn nước này là kéo ở tận đâu về đấy, hai anh em ấy? Kéo vào nhà dưới nhà cỏ sứ ấy. À, dưới nhà cỏ sứ ấy, vâng, chúng nguồn đấy về á? Vâng, kéo đây đưa về. Ồ, xa phết đấy nhỉ? Vâng. Cái bát này thì bóc bóc con đi, xong rồi rửa rồi tối nay mới ăn được này. Tôi thì chắc được cũng trông trái cần có. Ừ. Cái này thì anh mua đũa này thì nó không bị móc máy. Chứ còn đũa mà cái gồ hố nó hay bị móc. Thanh niên này là có dầu gội về là một tí là gội đầu luôn nhá. Vâng. Thanh niên này cũng thế này, cóc con bếp có rồi. Vâng. Đấy, hai anh em ấy. Nước nhà mình thì dùng thoải mái không hả? À? Quỳnh? Không. Lúc nào thì nó cũng không về lấy... Lại đi à... Xem ngân... Lại đi xem à? Vâng. Em bỏ rồi bắt vào đây này, bỏ rồi bắt vào đây này. Bỏ vào đây. Em bỏ rồi bắt kia vào đây. Bỏ rồi bắt kia vào đây. Bỏ cái kia vào đây, đấy. Lâu sao mà. Đấy, bỏ vào đây đấy. Có vẻ như là mấy anh em là vẫn còn rất là ngượng các bác ạ khi mà có. Đấy, bây giờ cho thêm tí nước vào. Đấy. Đấy, bóc cái kia ra đi. Thả chua. Chua chan chua luôn. Đấy, bóc, từ bóc ra hết đi. Ồ, cho anh nhất là cậu, mua cả tấu, chẳng mua cả cho tấu cả bên trong này. Anh hụt này đó. Em cho thêm tí nước, ít nước quá. Rồi, dầu tráng xong thì cũng phải tráng sạch nhá. Rồi cái bát này thì nó cũng rất là độc đấy nhá. Đây. Đây là... Vợ là có em bé chưa? Vừa... Nó còn chưa ấy. Vẫn chưa có em bé à? Vâng. À. Gọi là bố mẹ sắp đặt thôi chứ cô bác ạ. Nếu mà như không có bố mẹ sắp đặt từ thời xưa thì chắc là hiện tại là em Quỳnh cũng chưa lấy được vợ đâu. Bảo mẹ là bỏ mấy cái bát cú cú kia đi hết nhá, dùng cái bát mới mới này đi. Vâng. Bát kia thì có ngày là sức cái mồm đấy. Vâng.
Hôm nọ thì khi mà các em ăn cơm với bác ạ, thì bác Kim Hòa cũng có nhìn, bác cũng có xem video và bác cũng có nhìn thấy rằng là bát của các em thì nó đã bị hầu như là bị vỡ, bị xước hết rồi. Thành ra là bác muốn gửi tặng cho các em là về cái phần gọi là khoản cái bát này. Ê như chùa Quỳnh thì một tí tầm mấy giờ đi lại đi cày? Chắc là 2 giờ hay 2 giờ á? Ừ. Rồi, cho anh xem dép này, anh xem đôi dép này nào. Chơi đóng ở đinh à? Vâng. Cô đóng ở đinh. Đây có một đinh này, đây có một đinh này. Đây có một đinh đúng không? Đóng đinh nào? Nó bị tuột à? Đinh kia có đinh không? Dép này. Có bên này có đinh bên này. Bộ, bên này cũng có hai đinh. Ba đinh. Ba đinh. Vâng. Nó bị dép hay rồi nhưng mà không có tiền mua cái nữa. Vì để lần sau anh lên thì anh mua cho các em là mỗi người một đôi dép nhé. Ở nhà ở nhà mình thì có cần đến ủng không? Có cần đeo thiết để đeo ủng không? Có muốn đeo ủng không? Có. Có à? Vâng. Đeo ủng đi làm việc ấy. Đeo ủng đi làm việc thì nó mới ấy hơn. Lúc mà mình đi cắt cỏ này, đi này kia này. Có chạy cho nó chỉ xịt thôi. Có vẻ như là nhìn Quỳnh thì có vẻ là sắp to bằng nhìn chùa sắp to bằng anh rồi nhở. Sao tóc thì có tóc nguyên trắng trắng không? Trắng nhiều không? Em Quỳnh thì là chưa có, em chùa chưa có mấy cô bác ạ. Hay bị nhầm tên với em chùa với lại em Quỳnh. Nhưng bó củi này thì là mẹ đi lấy về hay là các em đi lấy về? Mẹ lấy để trên đường nhìn mà em đi lấy về. À là mẹ lấy để trên đường, thì ra là em đi lấy về đúng không? Đúng. Ồ, thế là lấy được, mẹ cũng lấy được nhiều củi đấy nhờ. Đây, cô bác có thể nhìn thấy đây, củi này chắc hết xung quanh nhà. Ít nhất là đâu đó phải tầm rơi tầm độ là 30 đến 40 bó củi đấy. Thế trước bố của các em bị đi chạy chứa này thì có nợ tiền ở ngoài không? Có. Có phải có vay tiền ở ngoài à? Vâng. Vay bao nhiêu tiền? Là 20. 20 triệu á? Vâng. Nhưng mà bây giờ có 16 triệu thôi. Hả? Bây giờ có 16 triệu chưa giả được. Có là giả được 4 triệu. Đã được 4 triệu rồi à? Vâng. Thế là bây giờ còn 16 triệu à? Vâng. Cái này thì là bây giờ ai sẽ là người giả? Thế là con cháu to thì bán con cháu. À, đợi cháu to để bán thì cháu cho đi giả. Vâng. Nhưng mà bán cháu đi thì là mình làm gì còn cháu nữa. Nhưng mà bán hai con bé, nó to bán hai con bé. À, nó to gọi là nó to thì bán cháu để mà đi giả nợ đúng không? Đúng. Nhưng mà người ta có lấy lãi không? Không. Không lấy lãi đâu. Nhưng mà không lấy. Nó cũng là vay của người Mông à? Vâng. Thế là bây giờ là đang nợ thêm là 16 triệu à? Vâng. Thế thì là để anh xem nào, xem là anh có giúp được các em về khoản này không. Hiện tại thì anh đang cầm tiền quý của các em là vào 4 triệu rồi. Đấy, 4 triệu rồi, nhưng mà nếu mà xem là các em có duyên với lại thêm là các bác Mạnh Thường Quân ấy, các bác hỗ trợ các em giả về cái khoản nợ này thì anh lên anh bảo các em. Đấy. Thế là bây giờ là còn nợ 16 triệu đúng không? Bây giờ thì còn các em thì gọi là giả về cái khoản tiền mà trước bố là đem trước bố đợt mà chạy chữa bệnh cho bố đấy cô bác. Bố của em thì trước em bị bảo là bị gì ấy nhở? Nó bị gan à? Vâng. À, là bị về gan đúng không? Đúng. Bị về gan thì hầu như là không thể chạy chữa được cô bác ạ, chỉ cầm cự được thôi. Đấy, bóc hết cái này kia kìa. Tối đi dùng luôn nhá. Vâng. Em cứ bỏ hết cái bát ra, bỏ cái đũa ra bên kia hết đi. Chùa. Rửa xong rồi bỏ hết ra kia đấy. Xong là tí tráng úp vào bên này thôi. Bát của nhà các em rất là mua từ lâu lắm rồi nhỉ? Vâng, mua lâu rồi bác.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Thế là nếu mà tiền này có bao nhiêu thì là mình giả được bao nhiêu hết à? Mình giả được bao nhiêu à? Mình có bao nhiêu thì mang đi giả trước. À, thế mà nếu mà mình có 4 triệu thì mình giả được 4 triệu đúng không? Vâng. Người ta không bắt buộc là giả hoặc là giả hết đâu nhỉ? Vâng, có bao nhiêu giả bao nhiêu thôi. À. Vậy anh em ấy là như nào? Anh em trong nhà không? Có phải vay anh em trong nhà không, hiểu là anh em trong cùng dòng họ ấy, ví dụ như là bố em với lại phải, nhưng mà phải chị gái. À, chị gái à? Vâng. Chị gái của bố em à? Vâng. À, chị gái của bố em thì ở tận đâu? Ừ, ta một con được ta một con à? Thế là vay tối lại không, lần sau không được gọi các cô, cái đấy là các bác, không được gọi bằng con mà gọi là các bác nhá. Vâng. Không để gọi bằng con được nhé. Vâng. Gọi bằng con thì thí dụ như mình chỉ gọi là con trâu con bò thôi. Của Quỳnh, của em chùa thì dép thì con dùng đinh đóng không? Có, nhưng mà một đinh thôi. Đóng một đinh à? Vâng. À, thế là lúc nào mà bị rách chỗ nào là đóng một đinh à? Đến cái đôi dép của bác ạ, à, đôi dép mà bị rách ấy, là các em cũng không còn nỡ để mà vất đi, dùng đinh để mà đóng, đến đi đến lúc nào mà cảm giác như là đinh nó không thể giữ được đôi dép nữa rồi thì có thể là mới bỏ được. Bây giờ em tráng qua cái chậu này đi, đấy, xong rồi thì úp bát vào đây. Rửa cái chậu ấy. Cho nó sạch xong là đem cái bát kia kìa, xong úp lại vào đây, thế là được rồi. Ừ. Anh Mìn thì đi thường thường là đến tầm mấy giờ thì anh mới về? Chứ là tối mới về. Đến tối thì mới về à? Vâng. Đi làm thế này thì có ăn cơm ở nhà người khác không, hay là như nào? Có được cái chụp tại con đường tháng chín đâu mà mất tháng chín à, tháng chậu à, chờ nó ở bên này, không bên này, không bên này, nó hấu ra cho đi lên đây riêng này à, đi ở bên chè đến đi bên này một tí lên thì để em Quỳnh này mới gọi đầu luôn. Vừa rồi thì nó mới vừa bác bóc ra thì nó tràn ra một tí một bát lên rồi tao mang nè, một bát lên rồi. Cái tắm gà, cái tắm gà đấy, tắm gà đấy. Thấy là dầu gội nó tràn tràn ra đấy cô bác, thì mẹ của các em thì sợ rằng là nó bị như thế nào. Đây, để ra kia thông tí gội đầu luôn rồi. Biết dùng cái hả đâu rồi đấy, biết dùng rồi đúng không? Chưa dùng lần nào à? Vâng, chưa dùng lần nào thôi. Bây giờ anh mới mua về mới được dùng. Thế thì thường thường là mấy em gội đầu là gội bằng cái gì? Gội bằng xà phòng với á? Ồ, gội đầu gội bằng xà phòng của bác ạ, chứ không phải là gội bằng dầu gội đâu. Hello.
Đây rửa xong rồi một tí cứ úp ra kia thôi, xong là đem đi ra kia là được rồi. Đây, bây giờ bát cũ là bỏ đi nhá. Dùng bát mới đi. Bát cũ là hỏng, bát cũ là hỏng hết rồi. Hôm nay anh mua đồ, mua bát đũa hết là ba đang dưới xong thì hôm nọ anh mới nhớ là anh chưa mua dầu gội. Thế là anh lại đi mua dầu gội. Anh mua ở nhà Thành Cúc ấy. Chai này nó lấy 150.000 đấy. Chắc là các em dùng được cũng được một tháng. Đây. Cứ để cho nó khô tí nó ấy mà. Đồ cất, đồ rửa bát để đây thì có bị mất không? Chắc không mất đâu. Không mất đâu à? À. Thế em mà cầm đi về nhá, cho em bây giờ Quỳnh là gội đầu đi. À. À chùa chứ. Cứ nói chùa. Đấy bảo là mà mọi lần gội đầu là toàn cứ cởi áo đi em. Cứ bỏ áo ra đi. Đấy. Mọi lần là gội đầu đâu có bác, là toàn gội bằng xà phòng thôi. Định giặt luôn à? Xà phòng không nọ anh cũng mua cho rồi đúng không? Xà phòng không nọ anh cũng mua cho rồi đúng không? Đây, để anh để cho. Cái này là tụt thủng hay là như nào? Đây, trước đây, bố ở quý, bố quý số, quý số. À. Rồi, được rồi, đấy, gọi đi. Gọi là cực lia, mắt lạnh bạc hà đấy chứ. Thế là ghi tiết kiệm 57.000 nhưng không biết là có tiết kiệm không. Nếu mà bỏ ra 150.000 để mà đi mua gói thì chắc chắn là nó sẽ được ít hơn. Tóc thì cũng khá là dài đấy nhỉ. Ôi lại thêm một lần nữa một tí này. Đấy. Để khá là nhiều nhưng mà chợt chưa thấy bọt đâu của bác mấy, chắc là mấy hôm mà không gội rồi. Thế là trước là toàn dùng xà phòng để gội đầu luôn thôi à? Cái cây quả hồng này có quả không à Quỳnh? Có. Có à? Quả đang bé thôi. Quả đang bé thôi nhỉ? Hồng này là nó hồng mềm mềm cái là nó cứng. Cái lúc nó chín là nó mềm không? Không. Là cứng luôn à? Vâng. Mình phải lấy ngâm nước đúng không? Đúng. À. Phải lấy ngâm nước thì mới ăn được đúng không? Loại này. Đúng. Cái này có đến lúc mà có một quả thì có đem đi bán được không hay là chỉ định đi dùng này? Để nhà để ăn thôi. Đúng, như để ăn thôi à? Vâng. Thế là cũng quả này cũng lắc đắc này. Thấy dầu gội là anh cũng mua cho xà phòng, là mua cho mọi cá rồi thì là chịu khó tắm giặt một chút nhá. Vâng. Có gì khó khăn thì là bảo với anh. Vâng. Nhá. Đấy, thưa các bác, mặc dù là ba anh em, có ba anh em thật, có ba anh em đấy các bác. Đấy, nhưng mà các em thì độ tuổi thì vẫn còn khá là trẻ. Có thêm là một người mẹ nữa, mẹ thì năm nay cũng được là 60 mấy tuổi rồi. Tại khi mà chạy chứa cho bố xong đấy thì ở bên ngoài là vẫn còn là nợ một số khoản ở bên ngoài nữa, là như em Quỳnh có chia sẻ là nợ thêm 16 triệu à? Vâng. Nợ 16 triệu, nếu mà có anh mà chia sẻ lên thì có các bác nào mà yêu quý trợ duyên giúp đỡ các em giảm nợ thì anh sẽ
ra bảo với em. Đó. Gọi là nếu như Quỳnh này thì Quỳnh thì cháu được xin được phép nói lại thêm một chút cô bác nhá. Nếu mà như không có sự sắp đặt của bố mẹ thì chắc chắn là hiện giờ là em vẫn chưa thể lấy vợ đâu. Đấy. Nhưng mà có em bé nào chưa? Bây giờ chưa, nhưng mà đang ở có nhưng mà chưa đẻ. À có nhưng mà chưa đẻ à? Vâng. À, thế là cũng làm bố khá là trẻ đấy nhờ. Vâng. Nó 18 tuổi đã làm bố rồi đấy cô bác. Hãy cố gắng lên nha. Thế bây giờ cũng chỉ biết là cố gắng lên thôi. Hay có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và một lần nữa thì xin cảm ơn các bác Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng cháu Lực để mà đi giúp đỡ được những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ. Thì rất là mong trong thời gian tới thì sẽ nhận được sự trợ duyên của các bác là nhiều hơn. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Quỳnh gửi một lời chào tới các bác. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Tóc dài quá rồi nhờ. Tắm giặt xong chịu khó là quậy đầu một chút nhá. Đấy, bây giờ anh đi về thôi thì gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nhá. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi.